Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại sứ quán Mỹ quan tâm tới vụ Đồng Tâm sau khi Công an Việt Nam ra kết luận điều tra. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã tỏ dấu hiệu quan tâm tới vụ Đồng Tâm ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội công bố kết luận điều tra được cho là có nhiều vấn đề bàn cãi về vụ việc tranh chấp đất đai dẫn tới bố giáp gây chết người hồi đầu năm 2020. Cơ quan điều tra Công an Hà Nội công bố bản kết luận điều tra vụ án hình sự hôm 12 tháng 6, trong đó đề nghị truy tố án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra vào hôm 9 tháng 1 tại thôn Hoành, Đồng Tâm ở ngoại ô Hà Nội. Đây là hình ảnh cuộc hành quân từ 10 giờ đêm hôm trước, Bộ Công an đã huy động tới 3.000 quân tấn công giữa đêm vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 vào làng Đồng Tâm, bắn chết đảng viên lão thành cách mạng 84 tuổi Lê Đình Kình ngay trong phòng ngủ với nhiều phát đạn còn dấu tích khắp phòng ngủ. Hình ảnh ban đêm cho thấy có nhiều chó nghiệp vụ. Ảnh chụp vào buổi sáng cũng tiếp tục cho thấy quân lính mặc áo giáp chống đạn với đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng trên người. Và bản kết luận điều tra dài 47 trang cáo buộc người dân Đồng Tâm có sự chuẩn bị từ trước qua việc tập hợp lực lượng, đóng góp tiền mua vũ khí cũng như lên kế hoạch phân công nhiệm vụ từng đối tượng và chủ động dùng vũ khí tấn công quyết liệt nhằm tiêu diệt lực lượng thi hành nhiệm vụ. 3 ngày trước đó, một đại diện của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đã gọi điện trao đổi với nhà hoạt động Trịnh Bá Phương để tìm hiểu một số vấn đề về bản kết luận điều tra cũng như tình trạng của người dân Đồng Tâm, trong đó có việc tiếp cận luật sư và tâm lý của họ. Viên chức Đại sứ quán có nói họ đã đọc hết bản kết luận điều tra đó. Anh Phương, một người tranh đấu cho quyền đất đai của làng Dương Nội cho biết như vậy. Và họ cũng đã đọc bài viết của tôi đăng trên trang Facebook cá nhân phân tích các điểm phi lý trong bản kết luận điều tra, trong đó trọng tâm là về sự phi lý ở cự ly bắn cụ Lê Đình Kình và việc can xăng chỉ còn có 5-6 lít mà lại có thể thiêu cháy thành than được 3 nhân viên cảnh sát cơ động. Đó là một điều hết sức phi lý. Trong vụ bố giáp sáng sáng ngày 9 tháng 1 tại Đồng Tâm, cụ Lê Đình Kình, một đảng viên lão thành cách mạng và là thủ lĩnh tinh thần của người dân làng trong cuộc đấu tranh bảo vệ đất, đã bị lực lượng an ninh của chính quyền bắn thiệt mạng và người đứng đầu là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Công an Việt Nam Hà Nội đã kết luận rằng người đàn ông 84 tuổi đã sử dụng tuyếp sắt gắn dao phóng lợn, một quả lựu đạn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, và do đó hành vi của ông Kình cấu thành tội phạm giết người. Vẫn theo bản kết luận điều tra đưa ra vào hôm 12 tháng 6 năm 2020, người dân Đồng Tâm đã nhiều lần đổ xăng xuống hố và châm lửa đốt là nguyên nhân trực tiếp làm 3 chiến sĩ công an hy sinh. Thông báo của Bộ Công an cho biết như vậy. Và trao đổi với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ sau khi nhận được bản kết luận điều tra của cơ quan công an, các luật sư nhận tham gia bảo chữa trong vụ án Đồng Tâm nói rằng họ hơi bất ngờ vì kết luận điều tra được đưa ra quá nhanh. Theo luật sư Ngô Anh Tuấn, thông báo thường phải mất khoảng 1 năm để đưa ra bản kết luận đối với một vụ án có tới 29 người bị truy tố như ở Đồng Tâm. Đây là hình ảnh báo Dân Trí đưa lời công an nói rằng nổ súng tiêu diệt Lê Đình Kình là đúng pháp luật. Anh Phương cho biết anh cũng trao đổi với tùy viên Sứ quán Mỹ mà anh không muốn đưa ra danh tính về việc tiếp cận luật sư đối với những người Đồng Tâm bị truy tố. Anh nói, khi hỏi về vấn đề luật sư, tôi cũng cho biết rằng hầu hết các luật sư đều được cấp phép bào chữa cho 29 người dân Đồng Tâm bị bắt. Tuy nhiên, sự tiếp cận của các luật sư đối với bị can, tức là người dân Đồng Tâm bị bắt, gần như là không có. Chỉ có vài luật sư được gặp đúng một lần thôi, còn hầu hết là luật sư chưa được gặp thân chủ của mình. Và luật sư Đặng Đình Mạnh, một người tham gia bào chữa vụ án này, cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hôm 12 tháng 6 rằng ông và các luật sư khác đã được tiếp xúc với các bị cáo nhưng không được tiếp xúc trực tiếp và trong điều kiện rất hạn chế. Trong cuộc nói chuyện với đại diện Sứ quán Mỹ vào hôm 15 tháng 6, anh Phương cho rằng kết luận của cơ quan điều tra là không khách quan vì cơ quan công an thành phố Hà Nội là cơ quan trực tiếp nổ súng bắn chết cụ Kình tại phòng ngủ mà họ lại nắm quyền điều tra truy tố như vậy, cho thấy rằng chính họ đã vi phạm luật pháp Việt Nam, luật tố tụng hình sự. Anh cũng nêu quan điểm quan ngại về việc bức cung nhục hình, một tình trạng mà theo anh rất phổ biến ở Việt Nam. Tổ chức Ân xá Quốc tế vào hôm 16 tháng 1 đã chỉ trích Việt Nam vì tăng cường trấn áp các vụ bắt bớ người và kiểm duyệt mạng xã hội nhằm dập tắt những tranh luận về vụ tranh chấp đất đai, đẫm máu tại làng Đồng Tâm, cũng như yêu cầu chính quyền Hà Nội phải làm rõ những gì đã xảy ra vào hôm 9 tháng 1, đặc biệt là về cáo buộc đánh đập một phụ nữ lớn tuổi. Bất kỳ ai bị nghi là dùng đến bạo lực
dù là công an hay dân đồng tâm đều phải được đưa ra trước công lý. Và biến cố hôm 9 tháng 1 năm 2020 ở Đồng Tâm được cho là bắt đầu từ tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm và trở thành điểm nóng khi người dân xã này cho rằng hàng chục hecta đất đồng xanh là đất nông nghiệp của xã chứ không phải là đất quốc phòng. Từ ngày 31 tháng 12 năm 2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng đã tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn theo kế hoạch nhưng vấp phải sự phản đối của người dân Đồng Tâm, dẫn đến vụ bố rác vào hôm 9 tháng 1 và cái chết của đảng viên lão thành cách mạng Lê Đình Kình. Hồi tháng 2 năm nay, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, ông Daniel đã nói trong một buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt ở San Jose, California rằng Hoa Kỳ không chỉ đứng ngoài quan sát biến cố Đồng Tâm mà có nhiều quan tâm đến vụ việc. Tuy nhiên, ông nói thật khó biết được sự thật về những gì xảy ra tại đó và lấy làm tiếc là có những người chết trong sự kiện và mong hai bên sẽ giải quyết vấn đề một cách ôn hòa trong tinh thần pháp trị. Và anh Trịnh Bá Phương, người từng gặp đại diện sứ quán Mỹ ở Hà Nội hồi tháng 2 để trao đổi về vụ Đồng Tâm, cho biết đã chuyển lời của người dân Đồng Tâm tới viên chức sứ quán Mỹ rằng rất mong muốn quốc tế quan tâm đến vụ việc này. Bởi ở đất nước chúng tôi, người dân rất khó có được sự công bằng với nền tư pháp như hiện nay. Đây là hình ảnh nhà hoạt động Trịnh Bá Phương đã gặp bà Michelle Robles, trưởng bộ phận nội chính, phòng chính trị Đại sứ quán Mỹ vào hôm 6 tháng 2 năm 2020. Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương đã viết trên trang Facebook cá nhân của ông, kể lại nội dung cuộc gặp này như sau. Hôm nay, viên chức Đại sứ quán Mỹ gọi cho tôi trao đổi về việc tại Đồng Tâm. Một số vấn đề trọng tâm tôi nêu lên như sau. Vào ngày 12 tháng 6 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã làm việc với chị Duyên, cháu dâu cụ Kình về vấn đề tài sản. Tuy nhiên, phía công an chỉ nhận là đang giữ chiếc xe ô tô mà chị Duyên đứng tên và đang trả góp cho ngân hàng. Còn rất nhiều tài sản khác như dây chuyền, nhẫn cưới thì họ phủ nhận không giữ. Và về nội dung bản kết luận điều tra, đây không phải là do cơ quan điều tra độc lập thực hiện. Vụ án này cần phải có cơ quan điều tra độc lập để làm rõ vụ án. Tiếp nữa, nhiều luật sư còn chưa được gặp thân chủ của mình, có một số luật sư chỉ được gặp một lần. Do vậy, quá trình điều tra thực hiện các bản công khai không đảm bảo tính minh bạch, khách quan, đúng theo quy định của luật tố tụng hình sự. Và có dấu hiệu bức cung nhục hình đối với những người bị bắt. Nhiều người xuất hiện trên đài truyền hình Việt Nam VTV1 với nhiều dấu tích của sự tra tấn. Và về cái chết của 3 viên cảnh sát tham gia tấn công Đồng Tâm, trong bản kết luận điều tra nêu có nhiều điểm cần phải thực hiện nghiệm hiện trường, điều tra độc lập cụ thể và làm rõ. Với lượng xăng dưới 6 lít để có thể thiêu cháy than hóa 3 nhân viên cảnh sát là không thể xảy ra. Trong bản kết luận điều tra cho thấy là cụ Kình đã bị bắn chết trước khi có bất kỳ viên cảnh sát nào đi vào phòng ngủ của cụ. Chỉ duy nhất có con chó nghiệp vụ sau đó là lao vào cắn đầu gối trái của cụ Kình rồi lôi ra khỏi phòng khách. Đây là hình ảnh trong phòng ngủ của cụ Lê Đình Kình, còn vô số vết đạn bắn vào tường và xuyên vào tủ sắt. Hình ảnh do giáo sư Hoàng Xuân Phú thu thập tại hiện trường. Trong khi vợ cụ Lê Đình Kình là cụ Dư Thị Thành cho biết, khi công an vào phòng bịt mồm, khóa tay cụ rồi lôi ra ngoài, lúc đó cụ Thành chứng kiến chồng mình vẫn còn sống trong phòng. Trước đó cụ Thành thấy cụ Kình bị sặc, hơi cay, khó chịu quá nên cụ Thành phải lấy cái mũ len đi nhúng nước rồi đưa cho cụ Kình. Đến khi bị bắt lên đồn Miếu Môn, cụ Thành vẫn không nghĩ rằng chồng mình đã chết. Như vậy có thể khẳng định một điều là thời điểm cụ Kình bị bắn chết phải là sau khi đưa cụ Thành ra ngoài, chứ không phải là bắn chết ngay khi phá cửa ngách bếp. Thời điểm đó cảnh sát vẫn chưa đột nhập vào phòng đưa cụ Thành đi. Còn một số điểm cũng cần phải làm rõ như cự ly bắn vào lưng cụ Kình, điều kiện để có cự ly bắn từ 2 đến 2,5 mét, vết thương ở đầu gối trái của cụ Kình mà trong bản kết luận điều tra viết là do chó nghiệp vụ cắn. Ngoài ra còn một số chi tiết khác cũng cho thấy có chủ ý ghép tội oan cho người dân Đồng Tâm. Nếu Viện Kiểm sát dựa theo bản kết luận điều tra này ra bản cáo trạng thì mức án của 25 người trong tổng số 29 người dân Đồng Tâm phải đối mặt với mức án rất nặng nề. Có một số nguồn tin từ gia đình cụ Lê Đình Kình nhận được có thể là một số người phải đối mặt với án kịch khung khoản 1 điều 123 của Bộ Luật Hình Sự, tức là án tử hình. Trước đây tôi cho rằng có sự đe dọa, nhưng đọc bản kết luận điều tra tôi thấy rất lo lắng cho số phận của người dân Đồng Tâm. Cuối cùng, viên chức sứ quán hỏi thăm tình trạng của tôi nói rằng hiện tại tôi ổn, nhưng phía Bộ Công an không thích việc tôi đưa tin tức hay trả lời báo chí về vụ việc Đồng Tâm. Và tôi cũng chuyển lời của người dân Đồng Tâm với viên chức sứ quán Mỹ rằng rất mong quốc tế quan tâm đến vụ việc này,
bởi ở đất nước chúng tôi, người dân rất khó có được sự công bằng với nền tư pháp như hiện nay. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Nguyễn Như Phong, nguyên tổng biên tập báo Petrotime nêu ý kiến của mình như sau. Ủy ban Tư pháp Quốc hội cần giám sát vụ cụ Lê Đình Kình. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội vừa có kết luận điều tra ông Kình, nói ngắn gọn là thế, với những gì đã và đang xảy ra đối với hệ thống tư pháp của đất nước chúng ta vừa qua, thì quả thực là khó có thể tin được bố con thằng nào. Và sẽ là ngớ ngẩn nếu công an, ông tòa, ông viện nói cái gì cũng tin. Để tránh oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, đề nghị Ủy ban Tư pháp của Quốc hội giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình tố tụng của vụ án ông Kình. Và vụ thảm sát Đồng Tâm, kẻ giết người lại giữ quyền điều tra kết tội. Đó là tựa đề bài viết trên báo Người Việt về nội dung kết luận điều tra của Công an Hà Nội đối với người dân làng Đồng Tâm và cái chết của ông Lê Đình Kình. Đây là hình ảnh vào ngày 21 tháng 1 năm 2020, tiến sĩ Nguyễn Quang A và các nhà hoạt động tại Hà Nội đã nộp đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội tố cáo tội ác của Công an Hà Nội phạm tội giết người vô đối với ông Lê Đình Kình vào đêm ngày 9 tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên đến nay, Viện Kiểm sát vẫn im lặng. Tôi có cơ sở để tin rằng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội không có thẩm quyền khởi tố điều tra hình sự đối với vụ án Đồng Tâm cũng như ban hành kết luận điều tra. Đó là lời luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong những luật sư tham gia bào chữa trong vụ án Đồng Tâm, phân tích khi trả lời Nhật báo Người Việt vào hôm 13 tháng 6, một ngày sau khi bản án kết luận điều tra vụ Đồng Tâm được công bố. Bản kết luận điều tra là tài liệu tố tụng hình sự đầu tiên trong vụ án mà luật sư được tiếp cận trong quá trình tham gia vụ án. Thông qua tài liệu này, chúng tôi chính thức được biết đến tác giả tấn công và tư gia của ông Lê Đình Kình là đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội, luật sư Mạnh nói. Và vụ tấn công võ trang của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xảy ra vào hôm 9 tháng 1 đã khiến ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm, thiệt mạng. Và nay, 25 trong số 29 người bị truy tố với cáo buộc giết người đối mặt với bản án từ 12 năm tù đến tù chung thân hoặc tử hình. 4 người còn lại đã bị truy tố cáo buộc tội chống người thi hành công vụ, không hình phạt từ 2 cho đến 7 năm tù. Và hầu hết các báo đảng đều nhấn vào hai tình tiết trong bản kết luận điều tra của Công an thành phố Hà Nội để khép tội người dân Đồng Tâm về kế hoạch tấn công, tiêu diệt cảnh sát cơ động. Một là ông Kình đưa tiền cho cháu nội Lê Đình Doanh dặn mua 10 dao phóng lợn và làm hơn 10 tuyếp sắt để gắn dao. Hai là trong một đoạn video clip ông Kình được cho là đã nói nếu chưa làm rõ được nguồn gốc đất thì kẻ nào mà nhảy vào cướp đất sẽ cho trắng lưng, ngửa bụng, chỉ cần giết được 3 thằng là chạy hết. Đây là hình ảnh rất nhiều quả nổ và đầu đạn còn sót lại trong nhà ông Lê Đình Kình sau khi lực lượng đặc nhiệm của Bộ Công an Việt Nam rút đi. Theo luật sư, trong vụ án này, bà Dư Thị Thành và ông Lê Đình Kình đã gửi đơn tố giác tội phạm giết hại chồng và một số công dân khác cũng là gửi đơn tố giác tương tự. Cả hai đơn đều đặt nghi vấn lực lượng tấn công vào nhà ông Lê Đình Kình có thể là một tội phạm giết hại công dân. Và trong trường hợp này, rõ ràng là đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội cũng là đối tượng đang bị tố giác tội phạm. Theo đó, một đơn vị Công an thành phố Hà Nội là cơ quan cảnh sát điều tra lại đứng ra khởi tố điều tra vụ án là không thể đảm bảo tính khách quan, vô tư theo quy định tại điều số 21 Bộ luật tố tụng hình sự, luật sư Mạnh cho biết thêm. Thế nên, với tư cách là luật sư tham gia bào chữa trong vụ án, tôi sẽ sớm có văn bản yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra cấp trên thuộc Bộ Công an để đảm bảo sự khách quan, vô tư trong công tác điều tra vụ án cũng như đảm bảo thủ tục tố tụng. Và điều đó đã được luật sư Đặng Đình Mạnh trao đổi với báo Người Việt. Ông cũng cho hay điều 21 Bộ luật tố tụng hình sự của Cộng sản Việt Nam ghi rằng đảm bảo sự vô tư của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người phiên dịch, người dịch thuật, người giám định, người định giá tài sản, người chứng kiến không được tham gia tố tụng nếu có lý do rằng họ có thể không vô tư trong khi thực hiện nhiệm vụ. Cùng thời điểm, luật sư Ngô Anh Tuấn, thành viên nhóm luật sư bào chữa trong vụ án Đồng Tâm, bình luận trên trang cá nhân rằng bản kết luận điều tra nêu rõ một số người, trong đó có vợ cụ Lê Đình Kình, có đơn tố cáo và đề nghị khởi tố vụ án giết người là không đúng sự thật. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng khẳng định một số vết thương của một số bị can như Bùi Viết Hiểu, Lê Đình Uy là không xác định được cơ chế hình thành vết thương, không xác định được vật gây nên không có cơ sở xử lý. Theo luật sư Tuấn, bản kết luận trên có rất nhiều vấn đề cần bàn cãi, kể cả vào mặt hình thức lẫn nội dung. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6, ngày 19 tháng 6 năm 2020 với bản tin
Đại sứ quán Mỹ quan tâm vụ Đồng Tâm sau khi Công an Việt Nam ra kết luận điều tra. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de